Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được 4 loại lan rừng đó. Và em chia ra từng phần, từng loại để cho các bác, các anh chị chúng ta có nhu cầu thì đặt mua nhé. Thì có tổng cộng là 5 phần lan hỏa hàng cam, 1 phần lan đơn cam, 3 phần lan trần tấn và 6 phần lan bạch hỏa hoàng. Đó, thì đầu tiên em sẽ đi giới thiệu lần lượt từng loại nhé. Loại đầu tiên đó chính là lan hỏa hàng cam. Hỏa hàng cam thì là một loại đơn thân rễ gió, dễ trồng, dễ chăm sóc. Mọi người về trồng thì có thể sắp tới là sẽ tới mùa hoa của nó là có thể chơi hoa được. Lan hỏa hàng cam thì cái mùa hoa của nó rơi vào tầm tháng 4, tháng 5 nha mọi người. Hoa rất là đẹp, thành từng chùm và hoa có màu cam. Nó cùng với đơn cam là những loại lan mà cho hoa cam rất là rực rỡ luôn. Và loại hỏa hàng cam này thì cứ tổng cộng là có 5 phần đó, cứ một phần là có tầm 10-11 dề nhé mọi người. Thì em báo giá luôn là cứ một phần là có giá 200.000 đó. Cây bữa nay thì cũng tương đối, có cây to có cây nhỏ nha mọi người, nhưng mà hầu hết tất cả đều có khả năng ra hoa hết, nên mọi người về trồng là cứ yên tâm, sắp tới là chơi hoa bết nhè luôn. Đó, hỏa hàng cam này thì về mọi người có thể trồng vào chậu than, ghép vào chậu than hoặc ghép với gỗ lũa cũng được đó, tùy sở thích của mọi người đó. Cứ một phần là 200.000 nha mọi người, một phần tầm cỡ 10-11 cây, trong đa số là 11 cây hết đó. Cây hàng bà con mới đi rừng về nên rất là tươi. Kỹ nha mọi người, rất là tươi luôn. Cứ một phần là 200.000 nha mọi người. Hôm nay chỉ có 5 phần hỏa hàng cam thôi. Sang tới loại lan thứ hai, đó chính là lan đơn cam. Đơn cam thì có 1 nè, 2 3 4 5 6 dề. Đó, có những dề có rất nhiều mầm tơ luôn. Và khuyến mãi thêm một cái dề nguyên bản nhỏ nữa đang nụ, đang sưng nụ nè mọi người. Đó. Rồi, giá của một phần đơn cam này là có giá là 250.000 nha mọi người, 250.000 một phần. Hôm nay chỉ có một phần đơn cam thôi. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người lại lan rừng nữa, đó là lan trần tấn. Lan này rất là hiếm luôn, vì lâu lắm rồi thì mới có. Và cứ một phần nha. Đây, đó. Hôm nay thì chỉ có 3 phần thôi. Phần thứ hai này. Lan trần tấn thì được đặt theo tên một bác Trần Tấn, là người đã tìm ra cái loại lan này. Là lan Trần Tấn thì cho hoa cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chưa biết mặt hoa thì có thể lên Google để xem nhé. Nó cũng tương đối giống kiều dệt đó, tuy nhiên là cái thân nó trơn hơn và nó mềm hơn. Đó, một phần thì có giá là 250.000 một phần nhé mọi người. Cái phần lan Trần Tấn là 250.000 đó. Mọi người mua thì phải chốt thật nhanh nhé. Cái loại Trần Tấn này cũng hết rất là nhanh. Rồi, sang tới loại cuối cùng, đó là lan bạch hỏa hoàng. Đó, lan bạch hỏa hoàng thì cứ hôm nay thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần thôi. Đó, và em báo trước là cái này không phải nguyên bản nha mọi người. Không phải nguyên bản đâu, mọi người, bà con người ta đi rừng và người ta ghép vào cái khúc gỗ đây nè. Đó, mọi người về có thể treo lên để trồng luôn. Muốn chắc chắn thì mọi người có thể cố định thêm cái dây rút cho nó chắc chắn hơn là cái dây lạc này. Đó, và cứ một phần là gồm hai cái dề, hai cục gỗ này, hai cục này đó, đang hoa. Bạch hỏa hoàng thì đang hoa rất là đẹp luôn đó. Thì có tất nhiên trong quá trình vận chuyển thì cái phần hoa có thể nó sẽ héo đi, nhưng mà vẫn có phần nụ thì mọi người về có thể chơi đó. Về chúng ta trồng làm giống, cứ một phần gồm hai cục và không phải nguyên bản nha mọi người. Giá của một phần bạch hỏa hoàng này, một phần là hai cục này là có giá 250.000 nha mọi người. 250.000 cho một phần gồm hai cục bạch hỏa hoàng đây. Về mọi người có thể cố định thêm dây rút cho nó chắc chắn. Đó, và cứ thế là treo lên là trồng thôi. Thì bạch hỏa hoàng chỉ có 1 2 3 4 5 6 phần nữa nha mọi người. Rồi, em báo giá lại lần nữa là cứ một phần hỏa hoàng cam có giá 200.000, phần đơn cam này là có giá 250.000. Một phần Trần Tuấn thì có 3 phần thì một phần là có giá 250.000, và cứ một phần bạch hỏa hoàng là một phần là có giá 250.000 luôn. Đó, mọi người có nhu cầu mua thì cứ nhắn tin này hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Mọi người nhắn tin thì họ tên, địa chỉ
địa chỉ rõ ràng tí kèm theo số phần muốn mua là được, cũng như loại lan muốn mua. Nếu mà còn thì em sẽ nhắn tin lại báo cho mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.